on the track, boy. Vì sao tôi suy hơi nhiều trong đêm? Vì sao tôi không thể quên em? Thôi tương tư em rồi, mê em mất rồi. Oh no, 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 làm sao đây? Vì em bây giờ tôi thích đến trường, nhưng tôi không học. Tôi thích đến trường ngắm người tôi thương. Tôi yêu em rồi, em không biết đâu, ta có thân thiết nhau. Oh no, 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 làm sao đây? Em, anh bảo em đấy, em chỉ là người khiến anh như trên mây. Ngắm ở ngoài đời nhưng vẫn không đủ ngắm em thêm trên phây. Em không biết đâu, anh vẫn ngắm em để ý em từ rất lâu. Chỉ là anh không muốn nói ra vì ta đâu thân đâu. Nên mà nói thích chắc là em say no. Em ghét bị người ta gắn ghép. Yêu anh có thể dừng điều đó. Bởi vì khi mà đôi ta gắn kết, những họ đang bận ngậm đầy cơm chó rồi thì làm sao mà nói được em nữa. Ta bên nhau rồi ai dám xen giữa. Anh là người sống tình cảm nên việc yêu em anh yêu như cơm bữa. Ta luôn tỏ ra thờ ơ trước mặt nhau vì đôi ta không thân. Em lại gần thì anh ngại tránh xa, cứ như là hai cực trùng của nam châm. Nhưng thật khó để tỏ ra lạnh nhạt với người mà anh luôn đặc biệt quan tâm. Anh không thể cứ mãi lặng im rồi mãi tìm em trong mơ giống như anh Chi Dân. Vì thế anh tán em theo từng bước, bắt chuyện với em là điều anh làm trước. Chắc chắn ta trò chuyện rất hợp nhau vì thang đo tình yêu đã dài thêm vài thước. Tình yêu anh cao khiến nhiều người phải ngước, giọng em nhẹ nhàng nên anh quyết phải rước. Còn em mà muốn nghe giọng anh thì anh viết bài này để em nghe thử trước. Liệu ta có thể cùng nhau đi chơi? Em thấy ảnh đẹp photograph ở đây rồi. Ảnh anh chụp mà em up insta, người ta bảo em là người chơi hệ trội. Đưa em đi ăn sẽ đưa em về sớm, đối với bác gái về trước 10 giờ rồi. Anh thề sẽ không làm gì em đâu, vì anh là good boy chứ không phải thằng tôi. Liệu thế đã đủ để em yêu anh chưa? Em mà nói không chắc chắn trời đổ mưa. Mà bây giờ miền Trung ngập lắm rồi, em mà làm thế thì chết họ mất thôi. Nên là yêu anh đi em, anh sẽ không làm em thất vọng đâu anh thề. So say yes, say yes, say yes, say yes please. Vì sao tôi suy hơi nhiều trong đêm? Vì sao tôi không thể quên em? Thôi tương tư em rồi, mê em mất rồi. Oh no, 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 làm sao đây? Vì em bây giờ tôi thích đến trường, nhưng tôi không học. Tôi thích đến trường ngắm người tôi thương. Tôi yêu em rồi, em không biết đâu, ta có thân thiết nhau. Oh no, 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 làm sao đây?